thử thách virus trả lời nhanh những câu hỏi liên quan đến chương trình ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam. Sẵn sàng chưa? Ok, ready. Một câu hát trong chương trình The Masked Singer mà ngay trong đầu virus lúc này. Bài hát chung kết của Tino, đúng bài của virus sáng tác luôn. Phải chăng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Ok. Hát sao nhỉ? Phải chăng rằng người ta tốt hơn em chỗ nào? Đó. Bài này mình bán hay mình tặng cho Tùy Chi vậy ạ? Bởi vì là ca sĩ độc quyền công ty nên là không được cái đồng nào hết. Kể tên 3 tiết mục khiến virus phải repeat nhiều nhất sau chương trình The Masked Singer. Ok, đầu tiên đó là Bên Trên Tầng Lầu. Thứ hai đó là bài Em Dạo Này của Chị Vòng Vào Lửa. Và cuối cùng là Việt Nam Trong Tôi của Tín Đông. Hai nhân vật nào khi bị loại khiến virus tiếc nuối nhất? Thôi Tín Đông thì đúng rồi, lại chung kết là đẹp nhất rồi. Còn hai người mà mình tiếc nuối nhất là một là chị Bà Mất Biếc là bị bất ngờ. Thứ hai là có lẽ là anh Hưu Thần. Thật ra có cả thêm những như là Bướm Mặt Trăng hay Hà Nhi nữa, nhưng mà hồi hai người thì chọn Bà Mất Biếc và Hưu Thần. Anh Mai Tiến Dũng. Theo virus thì tiếp mục nào có lượt view cao nhất trên YouTube sau chương trình? Virus đoán là Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu của Lady May, tại vì bài đó là thứ nhất là bài mới của Tuyền, thứ hai là mọi người bật hoài và virus thấy là chắc là sẽ nhiều view đó. Theo virus thì bài nào tạo hot trend nhất trên TikTok sau chương trình? Có khi là bài đấy luôn ông ta, tại vì bài đấy tự nhiên là bài mới nữa, đâm ra là nếu mà virus thấy là mọi người hay để kiểu story hoặc là video ngắn lắm, cho nên là virus nghĩ là có thể là bài đó. Và dạo gần đây theo Bell quan sát là có cả những bài remix rồi. Ghê quá vậy. Yeah. Ok. Rất là nhiều video sử dụng nhạc. Nhưng mà trước đó thì Bell còn nhớ là có cái đoạn của chị Kim Sa Ngư nữa. Đúng rồi, chuẩn. Cái bài của chị Kim Sa Ngư cũng rất là hay. Kể cả cái bài có phải là Nhẹ Nhàng Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây đúng không? Bài này hay đấy. Ngọt Ngào Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây. Ngọt Ngào Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây, xin lỗi mọi người. Virus từng đoán sai bao nhiêu nhân vật khi lộ diện? Đau lòng quá. Trả lời video đau lòng quá, nhưng mà cũng phải trên 50%, tại vì thứ nhất là mình chỉ nghe quen những người mình đã từng reaction. Cái khó của mình đó là cái giai đoạn mà mình được nghe nhạc lúc trẻ thì mình đã đi nước ngoài học piano khá là nhiều. Năm lúc đấy hay nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn, US UK hay là K-pop nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc ca sĩ Việt Nam thì đến mình thì là hai ca sĩ trẻ. Thì trong list mà đã từng reaction mọi người có lẽ cũng sẽ biết, thì Virus sẽ đoán được. Còn những người lớn tuổi hơn hoặc những người thời kỳ trước thì hơi khó với Virus. Có đoán sai tí nào không? Nếu mà mình không phải là chủ tịch của cái công ty đấy thì mình đoán đúng chắc. Nhưng mà bởi vì mình là chủ tịch cho nên là mình check được toàn bộ cái lịch trình. Nhưng mà từ CEO cho đến BD, tất cả mọi người đều nói dối Virus hết. Chịu. Wow, công ty rất là chuyên nghiệp đúng không mọi người? Rất là đảm bảo thể lệ của cuộc thi. Theo Virus thì cố vấn nào có nhiều câu nói trending nhất trong chương trình? Virus nghĩ rằng là chắc là anh Thành. Tại vì anh Thành là một trong những người có những câu nói rất là ấn tượng. Và nếu như trong The Masked Singer mà không anh Thành thì nó không còn cái tính chất giải trí quá nhiều. Và ví dụ như một câu mà Virus thích nhất mà thế nào bẹo hỏi luôn mà. Thế nào hỏi luôn câu nào đó thì là câu gì nhỉ? Ở Việt Nam có mấy người kiểu giọng như này, ở Việt Nam có mấy người dáng ở Việt Nam như này, có mấy người kiểu như vậy. Theo Virus thì cố vấn nào đưa ra được nhiều dự đoán chính xác nhất? Với góc nhìn của Virus thì có lẽ là chị Tóc Tiên. Bởi vì là thứ nhất là Tóc Tiên đi diễn rất là nhiều, đâm ra là quen các ca sĩ trẻ rất là nhiều. Thứ hai là cái lứa tuổi của Tóc Tiên cũng là người nghe nhạc ở cái lứa trước nữa, đâm ra cái kho nhạc nhiều hơn. Anh Thành cũng là người có rất nhiều kiến thức trong âm nhạc, nhưng mà bởi vì Virus ở lúc ở backstage thì anh hay nghe nhạc US UK nhiều hơn. Và nó hơi khác, cho nên là ca sĩ trẻ anh Thành có thể hơi khó đoán. Ví dụ là Vũ hay là của Yuki San, anh Thành hơi khó đoán. Nhân vật nào khi lộ diện khiến Virus bất ngờ nhất? Thực ra mà nói thì đó, đau lòng đó, là Chi. Tại vì là Thùy Chi thì nâu, tại vì là mọi người cứ khăng khăng đúng, mọi người có thể nghe ra Thùy Chi ngay, bởi vì mọi người nghĩ đó là Thùy Chi. Nhưng bởi vì Virus không thể nghĩ đó là Thùy Chi, cho nên đầu Virus lúc nào cũng nghĩ ra một cái hướng khác. Ví dụ như là tưởng là Tân Linh hoặc là chị Mỹ Tâm, và cùng lắm là Hương Tràm chẳng hạn, chứ không thể nghĩ đó là Tín Đông, bởi vì mình biết lịch trình mà. Cho nên nếu mà mình không phải là Virus ở cái địa vị bây giờ thì có lẽ mình đã đoán là nó Thùy Chi rồi, nhưng mà lúc ra thì mình bất ngờ, cộng thêm cái phần là bài hát của mình nữa. Bài hát này là Thùy Chi có giấu Virus để hát không? Đây là câu hỏi rất thú vị. Giấu toàn bộ, bởi vì cái bản version mà còn lại ở công ty mà trước khi diễn ra nó chỉ là bản Virus đánh piano và Thùy Chi thu âm thôi, thu âm qua cái điện thoại thôi, cho nên là bản full, cho nên là chưa bản phối gì cả. Mà bụp một phát khi mình xem mình bị sốc luôn đấy, kiểu cảm giác kiểu mình bị đấm đánh, bị cắm lúc hai con dao vào người cực một cái luôn. Nhưng mà thành quả sau khi phát sóng thì Virus cảm thấy như thế nào về cái sản phẩm đó, về cái phần thể hiện của Thùy Chi? Khủng khiếp đấy. Ví dụ như là kênh TikTok của Chi thì tất cả video đều mấy triệu view, không mấy cái bài đấy không, với cả cái quá trình Chi tham gia nữa, thì đây là một tin mừng cho Chi. Thứ hai là về bài hát thì mọi người ngân nga, và Virus phải nhận được hơn 99 inbox về chuyện là mọi người bài hàng mới hay quá sốc ơi. Mình không hiểu cái gì cả. Cho đến khi mình reaction thì mình đã hiểu. Chúc mừng Virus, chúc mừng nhạc sĩ Đặng Tiến Hoàng của chúng ta. Chắc là mọi người cũng thấy cái tên này quen thuộc lúc mà Thùy Chi biểu diễn đúng không ạ? Ê, lúc đấy còn cứ tưởng là trùng tên đó. Tại vì hơn đây chỗ nào là tên bài mình, đúng Đặng Tiến Hoàng là tên mình. Nhưng mà bài đấy đã thu đâu? Tại sao nó lại như thế? Hay là trùng tên nhỉ?
cho đến cái câu đầu tiên Ngân nó phát là Virus vứt cái kính là khóc luôn. Một pha tri ân chủ tịch quá tuyệt vời của Thùy Chi, Tí Nâu đúng không mọi người? Vỗ tay cho Tí Nâu. Yeah. Nhân vật nào làm cho Virus khóc nhiều nhất? Nếu mà khóc nhiều nhất thì ok, ngoại trừ Tí Nâu với đêm chung kết thì không nói. Thì hai cái tiết mục đi. Một đó là lúc khóc nhiều nhất, Virus nghĩ là cái nàng thơ của chị Thảo Trang, Kỳ Đà Hoa. Thứ hai đó là bài, có thể là bài, một cái bài của Uyên Linh Bà Mất Biết nữa. Đó là hai bài. Còn bài của một cái bài thứ ba mà mình nghĩ là ai cũng sẽ khóc, đó là bài Việt Nam Trong Tôi. Bởi vì cái tinh thần dân tộc trong này nó rất là nhiều. Nghe phát là đến loạn như này là thôi ảo luôn, không chịu nổi nhiệt. Nhân vật nào làm cho Virus sởn da gà nhiều nhất khi nghe? Mình nghĩ là hai người, một là chị Osen, hai là chị Phương Ngọc Lửa. Tại vì cái range giọng của hai chị đều rất là cao. Mỗi lần các hai chị thể hiện về mặt kỹ thuật hoặc hát giọng óc hoặc là giọng mũi thì lên rất là cao, và cái tỉa tốt nó rất là chuyên nghiệp. Đâm ra đến đoạn đấy mình là một người học nhạc, cảm nhận phát là da gà nổi bùm bùm luôn. Một câu hỏi tiếp theo cũng rất là tò mò là ngoài Tí Nâu ra thì Virus muốn tặng sáng tác của mình cho nhân vật nào nhất sau chương trình? Mình đã nghĩ chuyện này rồi. Thì Virus là một người rất thích, có thể sẽ tặng cho chị Osen. Tại vì là Virus viết khá là nhiều bài về quê hương nhưng mà lại không có phổ cập cho mọi người biết. Tại vì viết những bài nhạc về quê hương mà nó lại mix giữa cái màu nhạc trẻ nữa. Đâm ra là nếu chị Osen chị mix ở giữa thì có lẽ đấy là một người mà Virus nghĩ là sẽ phù hợp. Hai nhân vật nào Virus nghĩ là nên có một sự kết hợp sau chương trình? Ủa, câu hỏi hay. Virus nghĩ rằng là xem nào. Tí Nâu và Lady May, hơi thiên vị công ty một chút cho mọi người, bởi vì đó là cái trong cái tầm ngắm này mình rất thích Chi hát mà. Nhưng mà bởi vì Chi lại là đại diện của một cái giọng và một cách xử lý dòng nhạc của giai đoạn anh em mình đổ đi, cho nên là tuổi thơ rất nhiều người. Trong khi đó Lady May là một giọng rất là mới và cách xử lý rất châu Âu, và rất là hiểu được điều đó. Nếu mà Virus viết một bài, ví dụ đi, đeo tưởng tượng về bà, về mẹ, về cha mà hai người con gái ra đi hát thì đất xong game, ngập lụt luôn không đỡ nổi. Dự đoán một xíu về mùa 2 đi. Nếu mà có chương trình The Masked Singer mùa 2 thì đâu là ba cái tên mà Virus muốn tham gia nhất? Ba cái tên muốn tham gia nhất là ủi hay đấy. Một, Subin. Hai cái tên này, cái thứ hai và thứ ba này nó hơi kỳ là vì khó. Hai là Jack hoặc là Sơn Tùng. Đó, đấy là ba cái tên mà Virus chắc chắn muốn tham gia, bởi vì họ có một cái giọng rất là unique rồi, nhưng mà họ sẽ biết rằng là ở mình tham gia mình phải hát thế nào để người ta không nhận ra. Thì ba cái tên là mình muốn tham gia nhất. Còn quay trở lại, mình muốn một vài người mùa 1 quay ra tham gia lại, ví dụ như là Chipping Ping, Yuki San, hay là anh Mai Tiến Dũng đó. Còn hơi bới mặt trăng thì có lẽ là bịt mắt, bịt tai, tắt tiếng volume nghe vẫn ra đó. Trung Quân thì nghe kiểu gì cũng ra. Câu hỏi cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, Virus nghĩ Phượng Hoàng Lửa, Osen và Lady May là ai? Ui, cái này đơn giản lắm. Phượng Hoàng Lửa chắc chắn là